Cuộc đua sắm hàng nóng của giang hồ tứ chiến Việc mua bán súng luôn được thực hiện theo những cách thức rất đặc biệt. Những kẻ làm ra súng hay dân lái súng và những kẻ đi mua súng có những mối quan hệ đặc biệt. Súng khó có thể đến tay của đối tượng mà chúng không quen biết, dù kẻ đó có cả núi tiền. Lợi nhuận của hoạt động buôn bán loại vũ khí này khó ai biết con số cụ thể trừ người trong cuộc. Bí mật của những lái súng sau cuộc hàng huyên trong chòi lá của phụng gúc chúng tôi lại có dịp gặp gã ở hải phòng lần này gã gầy đi nhiều gã bảo đang tích cực điều trị bệnh chúng tôi đến nhà phụng với mong muốn được theo hắn đi giao dịch một cuộc mua súng tuy nhiên ngay sau khi lời đề nghị được bắt đầu chúng tôi đã bị gã cho một trận súng nó có phải bày ra bàn như thịt lợn đâu mà đòi đi mua kể cả anh có dẫn chú đi cũng không được muốn mua được súng thì phải từ từ Chúng tôi lấy lý do mua cho ông sếp, thích có tí máu để làm oai. Phụng khẳng định muốn có súng thì cho cái địa chỉ, giao tiền đi. Sẽ có người đưa đến tầng nhà, muốn loại nào sẽ có loại đó. Chúng tôi thắc mắc về giá cả thì Phụng đưa luôn biểu giá. Súng ống tùy loại, loại tốt K54 giá dao động từ 10-15 triệu đồng, không đàn. Côn của Mỹ hàng xịn nhập từ Campuchia, 20 triệu đồng. Chú nói với sếp của mình, ăn loại nào, báo loại đó. Chúng tôi nặng nặc muốn đi xem hàng cụ thể mới quyết định. Phùng lập tức chửi, đờ mờ. Không mua thì nghỉ, anh bảo hàng xịn là hàng xịn. Nếu không phải anh mua hộ, chú có tiền tấn cũng chả mua được. Vì thằng làm ra, súng chỉ bán cho một đến hai khách thật sự tin tưởng. Nếu có nhờ bị công an tóm, thì nó cũng không khai ra thằng làm ra. Có chăng thì nói là đi nhặt được cũng như công và phụng liên minh đặc biệt của những kẻ làm ra những thứ hàng giết người này có những luật riêng bất thành văn đó là sự tin tưởng mù quáng lẫn nhau sự ràng buộc từ những niềm tin được gọi là nghĩa khí giang hồ Mới đây, thì tháng 9 năm 2014, C45 Bộ Công an đã tiến hành điều tra vụ án chế tạo tàn trữ vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chế tạo tàn trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ tại Thái Nguyên và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Việt trú ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Khi bị bắt thì việc đã khai ra hoạt động mua bán súng của hắn không khác so với Phụng Gút đã nhắc chúng tôi. Việc chỉ bán hàng cho khách quen, còn khách lạ thì hắn rất cảnh giác, không đảm bảo người mua trả giá cao, việc cũng không bán, ngay cả người làng, việc cũng ít khi giao tiếp nhà hắn ở trên một ngọn đồi việc có tướng màu dữ dằn nên ít người qua lại cũng không mấy ai để ý đến việc làm ăn của hắn chỉ đến khi cảnh sát điều tra đến khám nhà bắt giữ việc người dân địa phương mới sững sờ với thông tin hắn chính là một đầu mối quan trọng trong đường dây chế tạo buôn bán vũ khí quân dụng cực lớn các đối tượng liên quan trong vụ án cũng lần lượt bị bắt cũng trong tháng 9 năm 2014, C47, Bộ Công an đã bắt Lý Mạnh Lực, sinh năm 1967, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1970, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Lực và Cường đã liên kết thành đường dây mua bán súng. Từ lời khai của Lực và Cường, thì cơ quan điều tra đã xác định bắt đối tượng sản xuất súng Nguyễn Thái Việt, tức là Cường Tóc Dài, cùng với các nhà phân phối nguyên liệu là bảy và học việc vốn là công nhân của một nhà máy trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã nghỉ hưu làm nghề sửa chữa súng thể thao tại nhà trước khi hợp tác với nhóm lực cường thì việc từng chữa súng cho nhiều khách hàng ở các tỉnh cao bằng hà giang và bắc cạn Cường và Lực hình thành một liên minh đặc biệt bởi việc vốn là một kỹ sư cơ khí có tài. Khi việc làm ra số hàng đặc biệt này, Lực sẽ đóng vai trò là đường dây tiêu thụ. Người duy nhất có thể tiêu thụ súng mà việc chế tạo ra chỉ có thể là Lực và Cường. Còn về phần Lực thì nếu bị bắt, Lực cũng chỉ khai mình nhặt được súng ở ven đường. Các Cường và Lực có mối quan hệ thân thiết với các nhóm giang hồ máu mặt ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Không những quen với giang hồ máu mặt ngoài cuộc sống, Cường và Lực còn đặt cả mối quan hệ khi chúng còn ở trong tù. Vì vậy, nếu gặp sự cố lực và cường có thể huy động các đối tượng trợ giúp giải phòng vây của lực lượng chức năng cũng đưa lợi nhuận và trả giá thấy chúng tôi hào hứng về súng ống thì phụng phớt lơ các chú còn trẻ đua đòi với súng ống làm cái gì dính đến nó là càng nghĩa càng tình đời anh gắn với súng ống cũng coi như một cái kiếp nạn bây giờ anh em thân tình thì anh giúp thôi buông vài khẩu súng bỏ bèn gì lãi thì anh không cần buôn bán hàng nóng bây giờ dễ nhập kho lắm Bọn bên kia biên giới chỉ tin vào giang hồ, giao hàng cho anh. Còn anh em coi anh như là chỗ tin tưởng thì anh làm thôi. Sau những lời gan ruột, phun lại trút cốc rượu vào cổ họng mà nuốt chửng dù bị gút nặng. Đối với hàng nóng thì không có một cái giá cụ thể. Nó tùy thuộc vào nhu cầu của kẻ mua. Khi anh muốn lên đời, khi anh muốn giải quyết mâu trường cá nhân, hoặc đơn giản là anh mua súng để ngắm đó cũng có những cái giá khác nhau. Phụng gút quả quyết với chúng tôi về những cái giá khác nhau của súng. Như lúc ban đầu khi chúng tôi muốn Phụng kiếm cho mình một khẩu M1191, tiêu chuẩn của Mỹ Phụng đưa ra các loại giá. Thấy tôi nói, mua để béo xếp thì Phụng như nắm được tâm lý người mua, liên đăng giá từ 15 tới 20 triệu đồng. Phùng cũng không quên bảo hành súng theo kiểu tiền nào súng đấy. Nếu chú thích rẻ thì 1,5 triệu đồng cũng sở hữu được khẩu con tự chế. Tuy nhiên thì loại này anh không đảm bảo chất lượng, bởi thép tự đúc thì chỉ có vậy thôi, đôi khi chỉ là sắc vụn, nấu dẻo. Còn nãy mà bằng thép tự đúc, bắn lúc nổ, lúc xịt thì lúc hỗn chiến chẳng khác nào đưa mặt ra cho nó bắn. Phùng gúc tổng kết cuộc chạy đua sắm hàng nóng của giang hồ đất cảng thời nào cũng diễn ra rất sôi động có những nhóm dành hẳn một phần ba lợi nhuận cho việc trang bị hàng nóng mà chúng bảo đó là thay đổi trang thiết bị cho hoạt động sở hữu nhiều hàng nóng sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng đòi nợ thuê giải quyết mâu thuẫn đến trên địa bàn cũng dễ ăn nói với đối thủ hơn ngay trong bọn đệ tử của các nhóm thì nhiều khi kình nhau chúng cũng mang chuyện hàng nóng của trùm ra để khoe khoang thể hiện có lần đệ tử của Xuân Đàn Ông từng chỉ thẳng mặt đệ tử của Long Tiếp, hai giang hồ nội danh đất cạn mà chỉ thẳng. Chấp gì, loại hàng cỏ, tức súng tự chế, hàng xịn mà keo kiệt có khi còn mua phải đạn thối, đạn lép, khi sử dụng bị kẹt chết oan ấy chứ. Quả thật giá của hàng nóng thật khó đoán, việc làm ăn của giang hồ không theo một quy luận, một quy chuẩn nhất định nào, phụ thuộc vào kiểu thuận mua vừa bán, đơn cử như trường hợp của Cường Tóc Dài, một khẩu côn do hắn sản xuất ra, khai với cơ quan công an bán với mức giá là 24 triệu đồng, còn các loại súng khác hắn chế ra đều có giá dao động từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng, đạn tính hàng trăm ngàn đồng một viên, từ giá gốc đó lực đem giao giao dịch trong đám giang hồ với giá bao nhiêu thì tùy lực quyết định thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào